Hello mọi người, bạn nào vào học rồi thì chúng ta có thể comment cho cô nhé mọi người nha. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta một đề tiếp theo format của đề Trung học phổ thông quốc gia định hướng mới nhé mọi người nhé. Đề này thì hơi đặc biệt một chút, đề này sẽ hơi khác một chút so với một vài đề mà cô đã hướng dẫn chúng ta trong đề Trung học phổ thông quốc gia theo định hướng mới nhé. Đề này hơi khác một chút thì chúng ta tham khảo xem để đa dạng hơn nhé mọi người. Rồi hello Tuấn này, hello Như Ý, hello Neko. Rồi ok, bạn nào vào học rồi các bạn nhớ comment say hello với cô nha mọi người nhá. Hello Thu Quyên này, nem chua rán này. Rồi hello, xin chào các em. Rồi hello Mai Anh, rồi tốt quá. Mọi người ơi, mọi người hãy giúp cô tag tên các bạn của mình vào ở trên phần live mà cô đang live trực tiếp cho chúng mình nhá mọi người nhá. Và nhớ chia sẻ nhá. Nếu mà các em thấy buổi học của cô hay thì mọi người hãy chia sẻ giúp cô nhá. Đó. Rồi hello, xin chào mọi người. Hello Minh Nhật này, Hằng này. Rồi hello Trang Chu này. Rồi hình như tên của em là tên tiếng Hàn đúng không? Cô không biết tiếng Hàn nha, nên là cô không biết đọc tên em nha. Hello Thanh Ngân. Rồi hello, xin chào mọi người. Chỉ biết Sarangheo thôi chứ không biết đọc tiếng Hàn nha mọi người. Hello, xin chào mọi người. Rồi hello Mai Đức Lâm này, Chiến này. Rồi hello, xin chào mọi người. Đề này hơi khó luôn cô ạ. Đúng rồi, đề này nhìn nó sẽ lại lạ hơn một chút đúng không? Rồi hello Khánh Ngọc. Rồi hello, xin chào mọi người. Các bạn nào vào học rồi các bạn nhớ say hello với cô nhá mọi người nhá. Rồi thank you các bạn. Các bạn nhớ thả tim cho cô nha. Rồi ok cho mọi người ơi, mọi người hãy giúp cô tag các bạn của mình vào nhá mọi người nhá. Đặc biệt là các bạn 2K7. Còn nếu như các em là 2K8, 2K9 nhá, thì nếu mà các em mà bây giờ các em vào học ấy thì sẽ rất rất là tốt cho các em. Tại vì chúng ta đã có form đề mới theo định hướng mới rồi thì sẽ đi lâu dài thì vẫn sẽ là cái form này thôi nhá mọi người nhá. Nên là các bạn nào mà các em mà học sinh khóa dưới ấy, các bạn muốn chuẩn bị sớm thì các bạn cũng có thể đăng ký khóa học lớp live VIP của cô nhá. Còn các em nào mà học sinh lớp 2K7 thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải đăng ký khóa học Trung học phổ thông quốc gia theo định hướng mới rồi nhá. Hoặc là thi đánh giá năng lực. Đấy thì hiện nay cô đang có cả khóa học online và offline. Nếu em nào ở Hà Nội thì chúng ta hãy đăng ký học offline hoặc online cũng được nhá. Cô đều welcome hết nha mọi người nhá. Còn đặc biệt nếu mà chúng ta mà ở xa nhá, đó thì các bạn hãy đăng ký khóa học online của cô nhá mọi người nhá. Thì các bạn hãy inbox về fanpage cô Thu Anh mà cô đang live trực tiếp cho mọi người để các bạn đăng ký để nhận tư vấn về chương trình học nhá mọi người nhá. Hello mọi người nghe rõ cô nói không? Khóa học ở đâu cô? À rồi, thì nếu mà bây giờ chúng ta đang xem thì các em sẽ có thể thấy là cô đang live trực tiếp ở trên page Cô Thu Anh luyện thi tiếng Anh cấp tốc nhá. Và page học tiếng Anh Cô Thu Anh nhá. Đấy thì các em có thể inbox về fanpage nào cũng sẽ được trả lời nhá mọi người nhá. Học on thì cô live trực tiếp bạn, đúng rồi, cô sẽ live trực tiếp một tuần ít nhất là 2 buổi đấy, thì mọi người sẽ vào sẽ đăng ký lớp học đấy nhá để có thể học live nhiều hơn với cô. Rồi ok, có ai thấy lag không, mọi người có thấy lag không, mọi người có xem ổn không? Hello Giju này, Giang này, Hà Thành Đạt này. Rồi hello, xin chào mọi người đó nhá mọi người nhá. Rồi ok ok, mỗi bạn cho cô một tim nhá để chúng ta bắt đầu nhá mọi người nhá. Được chưa mọi người ơi. Cô live ngày nào nhiều cô à? Cô, nếu mà lịch ở trên page nhá thì cô sẽ chủ yếu live với chúng ta vào tối thứ tư, tối thứ sáu và tối chủ nhật từ lúc 9:30 tối nhá mọi người nhá. Còn ở trong lớp live VIP thì sẽ là học live vào tối thứ hai và tối thứ bảy nhá mọi người. Rồi ok. Ok được chưa? Ok Thành Đạt được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta hãy làm bài đi mọi người. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cô với phần đầu tiên là chính là về phần phát âm nhá. Mọi người hãy comment đáp án nào. Câu số 1 chúng ta sẽ chọn để đáp án gì nào các em? Câu 1 nhá. Đâu mọi người ơi, mọi người hãy comment đáp án cho cô nào. Nào bạn nào biết đáp án thì hãy comment đáp án nhá. Ok được chưa mọi người ơi? Đâu? À rồi chúng ta hãy comment đáp án lần lượt thôi nhá mọi người nhá, từng câu một thôi nhá mọi người nhá. Để cô còn đọc được comment của các em ấy. Rồi Hồng Phúc đang chọn C này. À, Thu Quyên chọn B này, Thúy chọn D này. Rồi thế cô thấy cả B C D rồi. À, Tuấn chọn C này.
Giang, bạn Giju này. Rồi, hello Giang, Trường Vũ. Rồi, hello em, bạn Ngọc Châu chọn đáp án B. Rồi, các bạn nào có đáp án thì các bạn nhớ comment đáp án nhé. Đó, thì cô sẽ tương tác trực tiếp với chúng ta khi mà chúng ta comment đáp án nhé. Đó, lợi ích của việc học livestream đúng không? Đấy là các em khi mà các bạn comment ấy, đó, thì các em sẽ tương tác trực tiếp với cô. Đấy, đó, thì cô sẽ đọc comment của mọi người nhé. Đó, chứ nếu mà các em mà khi mà học livestream đúng không, mà các em không được cô giáo, thầy cô đọc comment đúng không, chẳng khác gì em học trên video đúng không? Đó, thì mọi người đang học live trực tiếp với cô thì mọi người hãy mạnh dạn comment đáp án của các em nhá. Ok, được chưa? À, 1C chắc chắn không sai ạ. Rồi, ok nha. Để chờ xíu nha. Đây, nốt cô sẽ gửi nốt vào nhóm này đã này. Ok. Thật không? Rồi, ok nhá. Bây giờ bắt đầu chữa nhá. Chữa thật đây. Rồi, 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 ok. Rất may là khi sau khi mà chúng ta làm bài ý, thì chúng ta sẽ cần phải có thêm một bước nữa là check lại đáp án nhé. Rồi, ok, thế bạn Giang, bạn đã chọn lại là đáp án B. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Đáp án A này các em sẽ được đọc là aid, đúng không? Thì nó sẽ là âm aid nha. Rồi, âm A á. Thì chúng ta sẽ hiểu từ này có nghĩa là gì? Nếu mà động từ thì chúng ta sẽ hiểu là hỗ trợ đúng không? Còn danh từ ấy, thì chúng ta có thể hiểu là các gói viện trợ của chính phủ chẳng hạn. Đấy thì từ aid này nó có nghĩa là sự hỗ trợ, sự viện trợ. Để tùy theo từng trường hợp để chúng ta sẽ hiểu từ này nhá. Ok, được chưa nào? Đây, từ này của chúng ta là sự hỗ trợ, viện trợ giúp đỡ. Thay giúp đỡ nhá. Rồi, nào tiếp theo đáp án B của các em thì chúng ta sẽ được đọc là gì nhỉ? Đọc là hair đúng không? Tóc đúng không? Là âm L. Rồi, thế nên là đáp án của chúng ta sẽ là A hoặc B thôi nhá mọi người nha. Một là A hay là B. Rồi Minh Nhật đang chọn B này, Khôi Nguyên chọn B này. Rồi ok. Phúc Lương chọn đáp án B, Ngọc Thúy chọn B. Ừ rồi. Ok, thế thì chúng ta sẽ đến với C nữa thôi là biết sẽ chọn đáp án gì đúng không? Thì đáp án C của các em thì chúng ta sẽ được đọc là paint. Paint thì ở đây chúng ta sẽ hiểu ở đây là sơn tranh này. Rồi còn đáp án D thì các em sẽ được đọc là sprain, đây từ này sprain nhá, từ này có nghĩa là bị bong gân. Rồi ok, học thêm cả từ vựng nữa nhá mọi người nhá. Mỗi live cô chữa một đề thôi hả cô? Nếu mà live ở trên page thì thường sẽ không chữa hết đề nhá em nhá, tại vì cô sẽ thường live khoảng 1 tiếng. Đó, còn nếu mà chúng ta học trong lớp live VIP thì sẽ là luôn luôn chữa hết đề cho các em nhá, mọi người nhá. Đó, còn học trên page thì rất là chất lượng nhá, nhưng mà học trên page thì chiêu chiêu một chút nha mọi người. Đó, thì chúng ta sẽ chọn được đáp án ở đây là đáp án B nhá. Đáp án B thì chúng ta sẽ được đọc là âm âm L ấy, đọc là hair. Ừ. Ok, chúc mừng mọi người, các bạn nào chọn B thì đúng nhá. Rồi, đúng rồi, bạn Phúc Lương, chính xác. Nào, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2 nhá. Câu số 2 của chúng ta ở đây sẽ là gì? Đây, câu này của chúng ta là âm ES. Đâu, 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 bạn Thủy Dung đang chọn đáp án A này. Rồi, tiếp đi mọi người, câu 2 mọi người chọn đáp án gì đấy? Câu 2 nào? Giang chọn A này. Rồi, ok, tiếp đi mọi người. Từ này của chúng ta thì mọi người sẽ thấy ở đây là có đuôi này. Thì các em sẽ hiểu cái đuôi này thì nó sẽ thường là liên quan đến bị đau nhức, ví dụ như là headache đúng không, là bị đau đầu này. Hoặc là furic là đau răng đúng không, thì các em sẽ thấy là cái âm gốc của nó sẽ là âm này nhá mọi người nhá. Đó, ví dụ chúng ta mọi người bây giờ lấy ví dụ là từ đau đầu đi. Đấy, thì cái âm đằng sau này của chúng ta nhé, thì chúng ta bình thường thì chúng ta sẽ được đọc nó là âm này đúng không? Là âm K, âm CHE, đọc là âm K. Thế thì nguyên tắc của chúng ta khi mà mọi người thêm một S thôi thì nó sẽ được đọc như thế này. Đó, là các em sẽ hiểu là lúc này chúng ta sẽ chỉ đọc âm này là âm thôi, đọc là X. X. Đấy, rồi, ổn chưa? Thế còn tiếp theo nhá, thì các em sẽ thấy là đối với âm ES này nó thừa hẳn ra, ví dụ là watch thì bây giờ nó sẽ thừa hẳn âm ES nên chúng ta sẽ được đọc là âm EZ, đọc là watches. Tiếp theo đây cũng thế luôn, face và thừa hẳn ES thì chúng ta sẽ được đọc là faces.
Còn tiếp theo place cũng như vậy luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ được đọc là places nhá. Đó lại là nó thừa hẳn âm đuôi ra thì chúng ta sẽ được đọc cái âm đuôi đấy là âm iz đấy. Rồi, còn ở đây thì nó sẽ chỉ thừa chữ s thôi nha. Chúng ta sẽ được đọc là âm do đó ở đây các em sẽ chọn được đáp án là đáp án A nhá. Đáp án A chúng ta sẽ được đọc là âm. Hello, hello Phong. Rồi các bạn nào vào học thì chúng ta nhớ điểm danh cho cô nhé. Hello Mai Lan này. Rồi, ok, ok mọi người ơi, mọi người phải chọn đáp án là đáp án A nhá. Vậy chắc mình muốn nghe giảng nhiều thì phải vào lớp VIP nhỉ? Đúng rồi, mọi người nên học lớp live VIP của cô nhá, mọi người nhá. Đó, để có thể đồng hành mà xuyên suốt theo một lộ trình ý. Đó thì mọi người nên đăng ký ở trong lớp học nhá. Còn ở trên page thì sẽ có những cái bài nào mà các bạn nhiều bạn quan tâm thì cô sẽ chọn ra để cô chữa này. Đấy, kiểu vậy. Nào, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 3 nhá. Câu số 3 của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ có nhấn trọng âm. Nhấn trọng âm thì câu 3 chúng ta chọn đáp án gì nào? Cô chữa speed up xíu ạ. Ok, thế em hãy comment đáp án đi. Comment đáp án đi rồi cô sẽ đẩy nhanh cho em. Đơn giản nhá. Nào, comment đáp án đi. Chưa thấy đáp án đâu nên là lấy đâu thời gian. Đấy, cô phải chờ mọi người comment đáp án thì mới speed up được chứ, đúng không? Nào, xin mời. Chưa thấy đáp án đâu cả. Đâu nào? Rồi, cô ba bạn Khánh Ngọc đang chọn đáp án đi này. Trừ giọng cô hay như này, nghe giảng cứ bị thích ý. Thank you em nha. Rồi, cảm ơn em. Nói chung là bạn nào yêu mến cô thì các bạn sẽ thấy thế. Còn người nào không yêu mến cô thì các bạn chắc là mình cũng không biết. Ok, rồi. Hầu hết đang chọn đáp án D đúng không? Rồi, ok, ok nhá. Thế thì bây giờ các em sẽ có đáp án A này. Các bạn sẽ được đọc là relief. Thì âm này của chúng ta nó sẽ là âm Y dài nhá. Và Y dài thì nó sẽ nhận được trọng âm này. Các bạn sẽ nhấn vào âm số 2 nhá. Đây, từ này của chúng ta thì các em sẽ hiểu mà khi nó là tính từ thì sẽ mang nghĩa là nhẹ nhõm. Đấy. Rồi, còn tiếp theo đáp án B thì các bạn sẽ được đọc là confused. Thì âm đầu tiên nó sẽ là âm ơ ngắn ý. Thì mọi người sẽ nhận được vào âm you nhá. Tại vì ơ ngắn không nhận được trọng âm thì các bạn sẽ nhấn vào âm số 2. Từ này có nghĩa là bối rối. Tiếp theo đáp án C các bạn sẽ được đọc là ashamed. Ashamed. Thì âm đầu tiên nó cũng sẽ là âm ơ ngắn. Thì các bạn cũng sẽ nhấn vào âm đằng sau là âm A nhá. Nó sẽ là âm số 2, xấu hổ. Đó, còn đáp án D thì các em sẽ được đọc là anxious. Anxious. Đó, thì chúng ta sẽ nhận trọng âm vào âm e bẹt này. Tại vì âm đằng sau này nó cũng sẽ là, nó sẽ là cái âm hậu tố ấy. Thì nó không nhận trọng âm nhá. Thì âm e bẹt cũng là âm rất hay nhận được trọng âm. Thì từ đó là các em sẽ thấy là đáp án D là nhấn vào âm 1 là âm e bẹt đúng không? Còn ba đáp án khác chúng ta sẽ nhấn vào âm số 2. Nên là đáp án của câu 3 sẽ là đáp án D nhá. Rồi, ok Minh Nhật, rồi chính xác. À, Thùy Dung, chúng ta sẽ cần chọn đáp án D nhá em nhá. Nào, tiếp theo các bạn sẽ chuyển sang câu số 4 nào. Câu 4 bây giờ chúng ta sẽ chọn được đáp án gì nào? Hãy comment đáp án câu 4 cho cô nhá mọi người nhá. Nào, câu 4. Nào, bạn nào biết đáp án thì comment đáp án cho cô nhá. Câu 4 em Mai Anh chọn B này, Quỳnh chọn B, Vi B này. Còn Duyên và Trang là chọn D, Khánh Ngọc chọn B. Rồi ok, ok, rồi thấy đáp án của các em rồi nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần chọn được đáp án gì thì sẽ ok được này. Các bạn đang phân vân giữa đáp án B và đáp án D đúng không? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ có đáp án A ở đây. Chúng ta sẽ được đọc là Explorer. Thì đối với âm EX mà được đọc là X như thế này, nó là âm Y ấy, thì trọng âm sẽ luôn nhận vào âm đằng sau nha mọi người nhá. Thì sẽ là âm số 2 đây, nhà thám hiểm. Tiếp theo, đáp án B thì các em sẽ được đọc là Waterfall. Thì gốc của nó sẽ là từ Water. Và khi là Water thì chúng ta sẽ cần nhận vào âm số 1 nhá. Đây, thác nước này. Tiếp theo đáp án C thì các em sẽ được đọc là Volcano. Volcano. Đây thì chúng ta sẽ nhận trọng âm và âm A là âm số 2. Âm A này là nguyên âm đôi nhá, núi lửa. Rồi ok. Thế còn đáp án D thì chúng ta sẽ được đọc là Disaster. Disaster, đây là âm số 2, từ này là thảm họa. Đó, nên từ đấy mọi người sẽ chọn được đáp án, đó chính là đáp án B nhá. Nhấn vào âm số 1, còn ba đáp án khác các bạn sẽ nhấn vào âm số 2. Rồi, đó, nên là em nào chọn đáp án B thì chính xác nhá mọi người nhá. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho cô về câu hỏi ngắn.
Câu hỏi ngắn đầu tiên của chúng ta sẽ là về giới từ nhá. There is no reason to be anxious chấm chấm the result. Là không có lý do gì để mà lo lắng về kết quả này. Thế mà chúng ta sẽ cần học được là gì? Anxious tính từ này thì sẽ đi với giới từ nào nhá mọi người nhá. Và chúng ta chọn gì được nào? Bạn Quỳnh đang chọn đáp án A. Rồi ok, tiếp đi mọi người ơi, tiếp đi nào. Mai Anh chọn A này. Rồi ok nhá, tiếp tục nào. Ok Giang, rồi ok. Thế thì chúng ta sẽ chọn được đáp án ở đây là đáp án A nhá. Kiến thức của chúng ta là to be anxious about something, là lo lắng về điều gì, ái ngại về điều gì. Đây, to be anxious about something. Rồi ok chưa? Lo lắng ngại về điều gì. À rồi, cô có một câu hỏi này nhé mọi người nhé. Thế mọi người có thể trả lời cô nhé. Không biết là mọi người đã học với cô đến bây giờ là khoảng bao nhiêu buổi livestream rồi. Các bạn có thể comment cho cô nhé. Comment thử nhé để xem mức độ thân thiết của mọi người với cô như thế nào nhá. Được chưa? Đó, rồi trong lúc các bạn comment thì cô sẽ trực tiếp câu số 6 nhá. Câu 6 của chúng ta là just chấm chấm the advice above. And eventually you will be able to play the note well. Đó, câu này là gì? Hãy gì đó lời khuyên ở phía trên đúng không? Đấy, thì đối với lời khuyên thì bây giờ sẽ cần làm sao nhỉ? Hãy làm sao đó. And eventually thì chúng ta sẽ hiểu là và rốt cuộc cuối cùng thì bạn sẽ có thể chơi được cái nốt nhạc này tốt thôi, đúng không? Play the note well. Ok, chơi nốt nhạc rồi, chơi nhạc rồi. Đó, ok, được chưa? Rồi. À, rồi, hello bạn bá này, lần đầu em biết cô à? Đấy, đúng rồi, thế thì em phải comment tương tác nhiều với cô nhá, thì lần sau cô sẽ nhớ em nhá. Mọi người nhá, lịch live của cô là tối 4-6 chủ nhật lúc 21:30 ở trên fanpage mà các em đang theo dõi trực tiếp, page cô Thu Anh nhá. Rồi Khánh Ngọc, rồi hello bạn Phúc này, rồi ok, hello bạn Thùy Dung. Rồi ok, cô Sáu em cô đang thấy bạn Công Thành, bạn Trang Chu đang chọn đàn D. Rồi à, tiếp theo Mai Anh 3 buổi, Ghi Chu này, rồi Lộc này, em biết cô qua Thread. Hello mọi người có thể follow Thread của cô nhá, là tiếng Anh gạch dưới Thu Anh nhá mọi người nhá. Đó rồi, hello em nhá. Em tham khảo khóa VIP của cô hồi tuyển sinh vào 10 năm ngoái. Đúng rồi. Rồi hello bạn Ngọc Châu. Rồi thank you mọi người. Rồi quay trở lại để chữa bài nhá. Mọi người nhớ follow page mà các em đang thấy cô live trực tiếp nhá. Đó, khi mà các bạn follow, các bạn theo dõi để các bạn hay tương tác thì nó cũng sẽ là một cái nguồn động lực rất là lớn đối với cô để cô live cho mọi người. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta có ở đây thì câu 6 này chúng ta sẽ chọn được đáp án D nhá. Tại vì khi mà ai đó khuyên mình thì mình sẽ cần tuân theo đúng không? Mình nghe theo, tại vì lời khuyên đó là lời khuyên tốt, bởi vì ở đây nó sẽ là wow đúng không? Bạn có thể chơi giỏi. Đấy, nếu mà bạn nghe theo lời khuyên này đúng không? Đấy, thì nó là lời khuyên tốt thôi, nên là mình follow là có nghĩa là tuân theo. Tuân theo, được chưa? Rồi. Bởi vì nghĩa đằng sau cũng là nghĩa tích cực, thì phía trước này cũng là tích cực, thì sẽ là tuân theo. Còn listen thì em sẽ là listen to nha. Listen to the advice. Ở listen này thiếu chữ nên là bị thiếu thôi, chứ không phải sai về nghĩa nhá. Còn do không phải nhá. Refuse là từ chối thì nghĩa bị sai rồi. Rồi ok nhá. Ở trên đấy cũng có nhá. Em có thể vào tiếng Anh Thu Anh nhá mọi người nhá. Nói chung là trên các nền tảng thì các em cứ search tiếng Anh Thu Anh là được nhá mọi người nhá. Ở trên YouTube này, TikTok này đều ok nhá, hoặc Instagram cũng có nhá, hoặc Thread cũng được. Ok. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 7. Câu số 7 của chúng ta này là chúng ta sẽ có children's lives are in chấm chấm every time they cross this river to get to school. Câu này của chúng ta là gì? Là cuộc sống của các bạn nhỏ đúng không? Là hiện nay chấm chấm chấm
Every time, bất cứ lúc nào mà các bạn đi qua cái dòng sông này để đến trường. Rồi, thế thì bây giờ các em sẽ thấy ở trong trường hợp này, các bạn nhìn thấy ở đây là dấu hiệu là có every time, đúng không? Every time thì chúng ta sẽ hiểu đây là dấu hiệu của gì? Của hiện tại đơn đây, đúng không? À, chỗ này là A rồi. Nhưng mà bây giờ xét về nghĩa thì chúng ta sẽ hiểu là gặp nguy hiểm, đúng không? Gặp nguy hiểm, câu 7 sẽ là đáp án gì? Không biết là mọi người đã comment đáp án chưa nhỉ? Cô chưa nhìn thấy đáp án của mọi người, chắc là cô sẽ lốt lại nhá, xem lại đáp án của các em nhá. À rồi, đây, vừa rồi nó bị lag ấy, nó thích là nó sẽ kiểu hơi bị lag một chút đấy. Rồi, ok nhá. Hầu hết đang chọn đáp án D. Có em đoán là B. Wow, thế thì bây giờ sao nhỉ em ơi? Nào, cái này của chúng ta sẽ chỉ hiểu ở đây là gì nhỉ? Cuộc sống của các em là sẽ bị gặp nguy hiểm. Đấy, chúng ta sẽ chọn đấy đáp án đi nhá. In thì chúng ta sẽ đi với danger. Đây, kiến thức in danger. Gặp nguy hiểm nhá. Gặp nguy hiểm. Còn đáp án A của chúng ta từ risk thì chúng ta được học, đây cô viết rõ rồi nhá, thì chúng ta sẽ phải sử dụng là at risk thì mới được, nên là đáp án A nó có thể là đúng với nghĩa nhưng mà nó bị sai nhá, nó bị sai giới từ nhá các bạn nhá. Còn injury thì chúng ta hiểu chấn thương, thì chấn thương nó sẽ không đúng với nghĩa rồi. Còn condition thì chúng ta hiểu là trong một tình trạng bệnh lý như thế nào hoặc là điều kiện. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 8 nhá. Này là 2K7 hả cô? Đúng rồi, dành cho 2K7, 2K8, 2K9 nhá, đặc biệt là 2K7. Em hay nhớ là in danger về động vật luôn cô ạ. À, kể cả con người nữa nhá em nhá. Đều được nhá, đều được. Tiếp theo sang câu 8 này, my listening score isn't very good. I think you... Đây là câu lời khuyên đúng không? I think you... gì đó, spend more time on it. Cái điểm môn nghe của tôi là không tốt lắm. Thì bạn kia bạn khuyên là tôi nghĩ rằng, đúng không? Bạn thì chắc chắn là sẽ phải là gì nào? Bạn nên, đúng không? Rồi ok, chính xác. Thế từ đấy các em sẽ chọn để đáp án là đáp án B nhá. Bạn nên dành nhiều thời gian cho cái kỹ năng này. Rồi tiếp theo sang câu 9. Câu 9 này, your homework on the bus, why you... to school. Câu này sẽ là gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy có dấu hiệu là có từ why ở đây đúng không? Đó, khi mà chúng ta nhìn thấy dấu hiệu này và cả bốn đáp án này nó liên quan về phần thời gian, liên quan đến thì dấu hiệu thì nào mà chúng ta sẽ có được cái từ why nào mọi người nào? À, của bạn hỏi cô là cô có pro anh không ạ? Cô nghĩ là mọi người nên yên tâm để các bạn có thể follow học tiếng Anh với cô nhá. Tại vì cô không biết là các bạn đang học thầy cô khác như thế nào. Cô thấy là các thầy cô khác thì cũng rất là tốt đấy, nhưng mà khi mà các bạn đăng ký học với cô thì mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Tại vì là cô tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia đấy, mà các bạn bây giờ các bạn hay gọi là trường ULIS đấy. Đó thì đúng về chuyên ngành của cô luôn, và đúng là trường đào tạo chuyên về ngôn ngữ luôn đấy. Mà cô thì cũng có rất nhiều các bạn học sinh được điểm cao nhá, toàn 90 đấy, thì mọi người có thể về fanpage để mọi người xem nhá mọi người nhá. Đấy, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà các bạn đăng ký khóa học cùng với cô nhá các bạn. Câu 9 này bạn Phúc đang chọn đáp án C, Khánh Ngọc chọn C à? Rồi, hầu hết đang chọn đáp án C à? À, thật không? Thật chọn C không? À, rồi mọi người đâu, xem lại đáp án coi nào. À, bạn Quỳnh đang chọn đáp án đi. Rồi may quá các bạn đang chọn đáp án khác rồi. Cô dạy đánh giá năng lực không ạ? Có, cô có lớp đánh giá năng lực nha mọi người nhá. Mới hôm thứ mấy nhở? Mới hôm thứ năm vừa rồi cô có hướng dẫn để đánh giá năng lực của sư phạm ấy, em có thể kéo lại nhá, và cô có lớp đấy nhá. Nào, thì bây giờ chúng ta nhìn thấy ở đây cho cô ở đây là bạn có phải là bạn đang làm bài tập về nhà của bạn trên xe buýt trong cái lúc mà bạn đang đi đến trường, có phải không? Đấy, thì trước hết là chúng ta sẽ nhìn thấy là ở đây sẽ cần là thì quá khứ tiếp diễn hai hành động xảy ra song song đúng không? Đấy,
Và đây là you mà đúng không? You thì chúng ta bình thường nếu mà hiện tại thì sẽ là you are đúng không? Thì bây giờ thì nó sẽ phải quá khứ thì nó sẽ phải là you were chứ. You were. Đây thì chúng ta sẽ chọn đáp án D nhá. Hai hành động xảy ra song song thì chúng ta sẽ đều chia ở quá khứ tiếp diễn. Đây song song nhá mọi người nhá. Song song đều chia quá khứ tiếp diễn. Rồi, đúng rồi em ơi, đúng rồi Phạm Linh. Chúng ta chọn đáp án đi nhá. Còn B ở đây bị sai mất chữ was, mất rồi còn đông nữa. Có em hỏi cô là hành động đang diễn ra và hành động khác xen vào. Nếu khi nào hành động đang diễn ra, hành động khác xen vào nhá, thì hành động xen vào này nó phải là hành động ngắn. Nhưng đây không hề là hành động ngắn. Tại vì ở đây là làm bài tập về nhà suốt trên chặng đường đi đến trường ấy. Thì nó là hai hành động xảy ra song song đều là hai hành động dài. Khi là đều là hai hành động dài thì chúng ta sẽ đều phải chia ở quá khứ tiếp diễn nha mọi người nha. Đó, nên là các bạn phải xét hành động ngắn dài có phải hành động xen vào hay không. Đây đều là hai hành động dài nên chúng ta sẽ đều cần chia quá khứ tiếp diễn. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu 10, câu 11 nhé. Câu 10, câu 11 nè. Rồi. Ok, xin mời đáp án của mọi người câu số 10 nè. Câu 10 ở đây của chúng ta ở đây là về paragraph. Ở đây là viết đoạn văn này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ coi cho cô nhé. Câu 10 chúng ta sẽ cần chọn là gì được. Câu 10 bạn Trang Chu này, chọn D này. Rồi tiếp đi em ơi. Tiếp nào, Lê Chi này, Khánh Ngọc chọn C này, Mai Anh chọn C này. Rồi, ok. Đây nhá, đáp án của nó tít ở dưới này luôn đấy mọi người ạ. Đây là đáp án bắt đầu từ chỗ này này. Đây, nhìn cho kỹ vào nha. Đây, chúng ta sẽ chọn được đáp án gì. Cái này, bài viết đoạn văn này hơi khác so với một số bài mà cô hướng dẫn. Nhưng mà cô thấy ở đây là hơi khác một chút so với một vài bài cô hướng dẫn. Nó lại là một cái điểm rất là hay. Tại vì các em mới có một cái đề duy nhất của bộ là minh họa cho các em học sinh 2K7. Là theo kiểu viết đoạn văn là first, second, third đúng không? Đầu tiên, thứ hai, thứ ba là thì đến nó làm một form duy nhất rồi. Thì bây giờ của chúng ta vẫn đúng giữ nguyên về viết đoạn văn. Nhưng mà đoạn văn này thì nó sẽ là đoạn văn theo kiểu khác nhá. Chúng ta có thể hiểu đây là một đoạn văn theo kiểu narration nhá. Narration thì chúng ta sẽ hiểu ở đây là viết theo tường thuật nhá. Tường thuật ở đây là đoạn văn nhưng mà nó sẽ là tường thuật kể về một câu chuyện nhá. Thì cách chúng ta tường thuật kể về một câu chuyện như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ theo dõi để chúng ta chọn đáp án. Đó, được đúng không? Rồi. Tường thuật thì nó cũng sẽ phải có hành động xảy ra trước và hành động xảy ra sau. Bắt đầu nhá. Bắt đầu của chúng ta đối với tường thuật thì bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào? Cô đang thấy hầu hết tất cả chúng ta đều chọn đáp án C thì đúng là đáp án C là đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn luôn đáp án C nhá. Thì bây giờ sẽ phân tích cái bài tường thuật thì nó sẽ như thế nào. Thì các em sẽ thấy là bắt đầu từ đáp án B này là when I was young, my sister looked after me as our parents worked abroad. Rồi, thì các em sẽ hiểu là khi mà tôi còn nhỏ, đúng không? Đấy, thì chị gái của tôi chăm sóc tôi khi mà hồi mà bố mẹ đi làm việc ở nước ngoài. Đấy, gọi là đi lao động ở nước ngoài hoặc là làm việc ở nước ngoài. Thì chúng ta sẽ hiểu đây là kể lại đúng không? Thì chúng ta sẽ cần phải có context hoặc là background. Đấy, tức là bối cảnh của cái câu chuyện này nó sẽ là gì đúng không? Tức là khi mà bắt đầu câu chuyện đúng không? Thì mình phải nói là hồi mình bao nhiêu tuổi, hồi mình còn nhỏ. Đấy, thì sau đấy mới bắt đầu nói tiếp đúng không? Thì đáp án đầu tiên chúng ta sẽ là đáp án B đi trước nha. Thì chúng ta có thể hiểu ở đây câu này các bạn sẽ có thể hiểu ở đây là context này và bối cảnh này hoặc là background. Đúng chưa? Rồi, thế sau đấy là chúng ta sẽ bắt đầu đi kể, đúng không? Rồi, thì sau đấy là chúng ta thì các em sẽ thấy ở đây là tiếp theo sẽ đến với C này, đó. C ở đây, đây thì nói về cái suy nghĩ là gì? I used to think of playing a prank on my sister. Là tôi đã từng nghĩ hồi đấy, đó. Nghĩa là tôi thường ấy, thường để nói về một cái hành động thói quen ở quá khứ, ngày xưa mà kết thúc rồi thì chúng ta sử dụng cấu trúc là used to verb. Là tôi thường, ngày xưa là tôi sẽ thường nghĩ về cái việc mà chơi xỏ chị gái của tôi.
Đây không biết là chị gái hay em gái nhỉ? À đúng rồi, đây là chị gái nhá mọi người nhá. Tại vì chị gái chăm sóc mình nhưng mà mình lại hơi để một xíu. Đấy, mình thường nghĩ về việc là chơi xỏ chị gái của mình. À, đấy, chơi đều, chơi khăm nhá. Ừ. Bởi vì tại sao? Bởi vì chị luôn luôn mắng mình, luôn luôn la hét mình. Đấy nên mình đã phải thường nghĩ về điều đó. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu nhá. Nguyên do ở đây là gì? Nguyên do tại sao có câu chuyện này? Đấy, bởi vì chị là thường xuyên mắng mình nhá, nên là mình đã nghĩ ra việc chơi khăm chị. Đấy, đây là cái động cơ của mình nhá. Được chưa? Đó, thì các bạn sẽ đến ở đây, đó chính là C. Rồi, thế thì các bạn hiểu ở đây, đây. À, đây thì chúng ta sẽ hiểu đây, đây chính là dẫn về câu chuyện đúng không? Chơi khăm chơi xỏ chị đúng không? Rồi, thế bắt đầu đi kể chuyện nhá. Đây các bạn có thể hiểu đây chỗ này nó là reason rồi, lý do rồi. Rồi, bắt đầu ở đây ngày đầu tiên nhá. Ngày đầu tiên này chúng ta có thể hiểu đây chính là action này này, hành động này. À, ngày đầu tiên là mình đã mua một con rắn giả nhựa đấy, rất là dài và đặt nó cạnh chị ở trên giường của chị, ok. Rồi thì sau đấy là đến y nhá, thế đấy thì thời gian sau đó đen đấy, thế là sau đó đúng không, và lúc nửa đêm chị đột nhiên là hét lên khi mà chị chạm vào cái gì đó dài và mềm đó, rồi chốt nhá, chốt kết luận này, kết quả là gì? Chị đã khóc rất nhiều, vì vậy mà tôi đã phải xin lỗi chị và hứa là sẽ không bao giờ chơi xỏ chơi khăm chị nữa. Đấy, rồi. Thế là giải pháp đúng không? Cuối cùng là mình đã phải hứa là không bao giờ là được chơi xỏ chị nữa nhá. Rồi, chọn đáp án C. Ok, hiểu qua về cách viết narration chưa? Đấy chính là tường thuật. Trước hết là sẽ ghi về bối cảnh đúng không? Bối cảnh này, thì sau đấy là nguyên do tại sao mình có động cơ đấy đúng không? Thì sau bắt đầu là kể là hành động đầu tiên của mình làm như thế nào, thì sau đấy là dẫn đến kết quả gì đó, và cái kết quả đấy nó không tốt, thế nên là mình đã phải xin lỗi và hứa hẹn. Đấy chính là phần kết nhá. Tiếp theo chúng ta chuyển sang số 11. Giống em của em. Nào, xét số 11 nhá. 11 của chúng ta chính là viết thư này. Viết thư quen chưa? Thì viết thư của chúng ta bao giờ chúng ta cũng sẽ phải xin chào đúng không? Xin chào, thế bây giờ sẽ bắt đầu bằng gì nào? Câu này cẩn thận là chúng ta lại ra được đáp án luôn nhé mọi người. Hôm nay live đến mấy giờ cô à? Hôm nay live đến 22:30 nhé mọi người nhé. 11 rồi, Phương Thảo, Linh này, Ghi, Chiêu, Tuấn và Quý đều đang chọn đáp án C hết. Rồi, ok. Tiếp theo, bạn Khánh Ngọc, Đỗ Quyên này, Thu Quyên, Lê Chi Phúc và Bá Ngọc Châu. Ok, rồi các em, Mai Lan nhá. Thì các em đều đang chọn đáp án C đúng không? Câu này kiểu hơi trao điểm nhá. Câu này chúng ta sẽ chọn để đáp án là đáp án C. Tại vì sao? Tại vì bắt đầu đó chính là đây đúng không? Rồi, thế thì chúng ta vẫn cần phân tích một chút nha để chúng ta hiểu qua bài này nó là gì nhá. Đầu tiên sẽ là B này. B của chúng ta là Dear Sister, I hope you are okay and will succeed in your job. Là đấy, chị thân mến, em hy vọng là chị khỏe mạnh đúng không, và hiện nay và sẽ suôn sẻ trong công việc của chị. Rồi thế sau khi mà chào hỏi nhá mọi người nhá, thì sau khi chào hỏi thì chúng ta sẽ làm gì nào? Thế y ở đây là gì? Mình nói về cái lý do tại sao mà mình lại viết thư đúng không? Đây chúng ta sẽ đến với y này, là firstly, đầu tiên là em đấy rất là tiếc khi mà lại tự nhiên là đánh thức chị dậy lúc 6 giờ, bởi vì nó là 4 giờ ở Nhật bây giờ. Rồi, ok. Nào, thế tiếp theo sau này chúng ta sẽ đến A nhá. Besides, bên cạnh đó, thế là sau firstly đúng không? Bên cạnh đó là gì? Em phải dậy sớm hơn, tức là cái này nó sẽ là lý do cho việc tại sao mà lại phải dậy lúc 4 giờ đúng không? Em phải dậy sớm hơn để mà ăn sáng trước khi mà đi ra nhà ga nhá, train station. Thế sau A là các em sẽ đến với C này, ôn sầu. Đây, kể tại sao lại phải dậy sớm như thế này.
Đây, bởi vì tại sao? Bổ sung thêm là cuộc sống thật là vất vả. Điều này nhắc em nhớ về những ngày tháng còn ở Việt Nam khi mà được chị chuẩn bị trong mọi thứ. Ok, bài này rất là hay đúng không? Bài này hơi xúc động tí rồi đấy, bài này hơi tình cảm rồi nha. Rồi. Thế sau si thì chúng ta sẽ đến với đi nhá. Rồi, lots of love, rất là yêu chị đấy. Đấy, dành nhiều tình yêu cho chị. Bài này như vậy nhá. Rồi, ok, ổn chưa mọi người? Bài này cũng hay đúng không? Rồi, ok, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài advertisement và bài school announcement nha. Bài quảng cáo. Bây giờ bài này, thứ nhất bài này đã là bài quảng cáo bán kim cương nha mọi người nha. Đây. Kim cương ấy, chúng ta muốn trở thành kim cương thì chúng ta phải khổ luyện đấy. Bài này giới thiệu về kim cương nhá, 12, 13, 14 này. Đây, nhìn nhá. Cái này nó hơi khó nhìn đáp án một chút. Nhá, rồi bây giờ các em sẽ xem trước là cô câu 12 trước nhá. Câu 12 của chúng ta có các đáp án là self, own, signed và time. Đây, thì bây giờ chúng ta nhìn nha. Bây giờ chúng ta nhìn lại này. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng từ gì? Đăng lại đáp án không cô à? Cái này để suy nghĩ nhá. Trước hết là cứ học đi em ơi. Nào, chúng ta sẽ có ở đây là gì? A diamond is forever. Ở đây chúng ta ơi, nào câu 12 chúng ta sẽ dùng là gì đây, xem lại nhá. Self own side tongue. Đâu đợi bạn nào có đáp án chưa nào? 12 và Giang đang chọn A. Rồi tiếp đi mọi người. Câu này sẽ là gì nhỉ? Rồi, bây giờ bài này hơi khó rồi mọi người ạ. Còn bài này hơi khó nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có ở đây là tình yêu thì có ngôn ngữ của gì nhỉ? Muốn giỏi tiếng Anh thì phải học như thế nào cô ạ? Cô thấy là làm gì thì cũng sẽ cần phải có sự đầu tư nhá mọi người. Nói chung là chúng ta, thật ra quan trọng là khi mà chúng ta muốn một cái gì đó thì chúng ta sẽ cần hành động. Vậy thôi, chỉ vậy thôi. Đấy, đầu tiên thì chúng ta sẽ cần hành động. Còn thật ra thì có nhiều thứ mình muốn nhưng mà mình cũng không cần làm ấy. Mình cũng không cần làm thì nó sẽ không có kết quả thôi các em ạ. Rồi, nhá. Thế nên là để giải đáp muốn học giỏi tiếng Anh thì đầu tư học nhiều tiếng Anh thôi em nhá. Rồi, và nếu mà chúng ta muốn giỏi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì chúng ta hãy làm nhiều đề Trung học phổ thông quốc gia. Kiểu vậy. Còn em muốn được điểm cao trong đề thi đánh giá năng lực nhá, chắc chắn là em sẽ phải làm nhiều đề thi đánh giá năng lực. Đấy. Rồi. Nên là nhiều khi phải chuyên chuyên về một cái gì đó là như thế. Còn nếu mà những ai mà đã làm hết tất cả các dạng rồi thì em làm đề gì em cũng được điểm cao nhá, được chưa? Rồi ok, Phúc đang chọn lại từ ổn. Rồi ok nha mọi người. Rồi. Ok, thì chúng ta sẽ dùng đó chính là từ ôn nha. Đây, được chưa? Rồi, các bạn sẽ chọn đáp án ở đây, đó chính là đáp án B nhá. Tình yêu thì có ngôn ngữ của riêng nó. Secret meanings for each other's, for each lover's heart. Rồi có những cái ý nghĩa ngọt ngào và tuyệt vời đối với trái tim của người yêu của mình. Ok, nói chung đại đại là như thế nhá. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ có số 13. Số 13 ở đây của các bạn sẽ là and, but, so hay là or. Rồi. Thì chúng ta sẽ có ở đây là gì? Thì theo chúng ta thì bây giờ chúng ta sẽ dùng là gì nhỉ? Trong câu này nó đã có từ why rồi đấy. Em hỏi cô là từ own à? Từ own khác từ self như thế nào à? Đây chúng ta có thể hiểu là gì? Ví dụ là chúng ta có on my own đúng không?
On my own thì cái từ own này nó có thể đứng một mình như là một danh từ luôn vậy. Trong trường hợp này nó có thể đứng một mình như là danh từ, tại vì từ is này nó là tính từ sở hữu. Còn từ self của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ cần phải hiểu là nó là một dạng phản thân đúng không? Thì nó sẽ cần phải đi với myself này, himself này. Đấy, đấy. Bước 1 là phân tích đơn giản như vậy thôi, là nó đã có sự khác nhau rồi đúng không? Và vị trí này thì chỉ có thể là dùng từ own thôi nhá. Rồi, bạn Khánh Ngọc đang chọn là N này. Rồi, em học mãi cũng không nhớ được gì cả. Cái này là hơi khó để phân tích. Nói chung là chúng ta đặt tâm ở đâu thì chúng ta sẽ có thể phát triển ở đấy nhiều hơn nhá mọi người nhá. Nếu mà các em nào mà chúng ta thấy mà chúng ta không có năng khiếu về tiếng Anh ấy, nhưng mà chúng ta chịu khó đầu tư thời gian ra chúng ta học. Ví dụ người khác mà họ được 10 điểm thì ít nhất em cũng sẽ được 5 điểm, 6 điểm chẳng hạn. Hoặc là ít nhất em cũng sẽ được ở mức độ khá khoảng 7-8 điểm. Đấy. Còn nếu mà chúng ta không có năng khiếu chẳng hạn thì chúng ta không mơ ước là 10 điểm, nhưng mà điểm 7-8 là chuyện hoàn toàn có thể nhá mọi người nhá. Đó. Nên là mình không thể nói là mình học mãi mình không nhớ được gì mà do học mãi như thế nào ấy. Nó còn có một cái trường hợp đấy chính là nỗ lực ảo ấy các bạn. Nỗ lực ảo nghĩa là gì? Tức là chúng ta thấy cái gì chúng ta cũng share về, nhưng mà chúng ta lại không chịu đọc sâu. Tức là chúng ta sẽ cần phải đọc sâu, hiểu sâu, gọi là deep learning ấy. Có vẻ là chúng ta sẽ phải học sâu. Đấy, nên là quan trọng là chúng ta đang xác định là chúng ta đang học trải nghiệm hay là chúng ta học sâu. Đó. Thật ra thì đối với cô ấy, cô cũng có nhiều thứ mà cô sẽ để trải nghiệm thôi. Đấy, còn có những thứ là sẽ sâu sắc. Đấy, nên là mình sẽ phân theo cái môn đấy, mình sẽ học trải nghiệm thôi hay là mình học sâu. Đấy, nhờ mọi người nhá, hiểu quá thế. Ok, được chưa hỏi em Uyên ơi, ok chưa? Tức đó là do em kiểu em chưa học sâu thôi. Đúng rồi, ok đấy, tư vấn thế thôi nhá. Chung là mình chiêu chiêu thì mình sẽ được chiêu chiêu vậy thôi, đúng không? Rồi, thế bây giờ chúng ta đã có từ why rồi nhá. Why là trong khi đúng không? Rồi. Trong khi này là gì? Its voice. Ok. Thế bây giờ nhá, bây giờ phải đến từ chỗ này nhá. Bài này hơi khó hiểu đấy. Bài này cô thấy còn hơi khó hiểu. Wow. It speaks in the mountain and the sun. Cái này là gì nhỉ? Tình yêu có thể là gì đây? Nói như là ngọn núi và... Có thể ví như ngọn núi và mặt trời à? Đó, in buzz. Ở trong những cái nụ này và những cái ánh sáng tuyệt vời của một viên kim cương đính hôn. Ok, rồi, trong khi mà cái giọng nói, cái âm thanh của nó, âm thanh của tình yêu, âm thanh của kim cương hay âm thanh tình yêu nhỉ? Cái này tí xem nhá. Có thể someday, một ngày nào đó là nó sẽ có thể bị phai mờ. Nó có thể bị phai mờ, phai nhạt từ những ngọn núi, mặt trời và những nụ hoa vân vân, đúng không? Thì nó trong khi đó nó lại có thể nán lại, nó có thể đọng lại rất là sáng tinh khiết ở trong những cái ngọn lửa niềm vui hạnh phúc của kim cương. Rồi, ok, tóm lại là mọi người sẽ hiểu là tình yêu thì có thể nhiều khi nó có thể là bị phai mờ chẳng hạn đó, nhưng mà kim cương thì nó còn mãi mọi người ạ. Từ linger dưới đây có nghĩa là còn đọng lại nhá, còn nán lại, còn đọng lại. Rồi, ở đây tóm lại là ở đây chúng ta sẽ thấy là quảng cáo về kim cương là một biểu hiện cho tình yêu. Rồi, thế thì chúng ta đã có từ why ở đây là để nói về so sánh đối chiếu nhá. Đó, một cái thì có thể phai mờ. Rồi, nhưng mà một cái thì nó sẽ là mãi mãi. Nó còn đọng lại, nán lại mãi mãi. Rồi, thì có từ why ở đây là đối chiếu rồi nên là em sẽ không dùng từ but nữa nhá. Tại vì từ why nó cũng là một dạng của trong khi đối chiếu rồi. Nên là lúc này chúng ta sẽ dùng ở đây, nó sẽ là đáp án A nhá, là từ and thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang 14 nào mọi người. 14, bài khó nhỉ mọi người nhỉ? Nào, số 14 nhỉ.
Số 14 là chúng ta có các đáp án như sau. Các em sẽ có từ be next, beside, beyond và từ behind. Còn em cô bảo cho K7, K8, K9. K7, đặc biệt 2K7, đúng rồi, chính xác nhá. Rồi, bài này thì 2K mấy chả học được, cấp 2 nó học được nhá. Nào rồi. Đâu xin mời số 14, Mai Anh đang chọn đáp án C. Rồi, ok tiếp đi mọi người. Đây 14 nhá, cho lên đáp án 14, các em sẽ cần chọn đáp án C nhá. Từ beyond là em sẽ hiểu như thế nào? Rồi, thì đây chúng ta sẽ thấy là vẫn là đang quảng cáo về kim cương đây. Kim cương tức là gì? Kim cương này là có thể repeating the dreams of lovers, là nó có thể nhắc lại, lặp lại những giấc mơ hoài bão của những người yêu nhau đấy, có thể là sẽ bên nhau suốt cuộc đời này. Down their married lifetime, suốt cái cuộc đời hôn nhân của họ đấy, và vĩnh cửu ấy mọi người sẽ hiểu beyond, và còn hơn thế nữa có nghĩa là tình yêu này sẽ là tình yêu hủy diệt, bất diệt nha mọi người nhá. Đấy, tình yêu mãi mãi mọi người đó, nên là đó đấy, nói chung là do đấy người ta đang quảng cáo cho kim cương ấy mọi người đó, thì từ beyond là chúng ta sẽ hiểu là hơn thế nữa chính là một dạng forever đấy. Đấy rồi, suốt cái cuộc đời hôn nhân của họ đúng không? Rồi, và còn hơn thế nữa, tức là nó là một dạng vĩnh cửu nhá, thể hiện cho sự vĩnh cửu trong tình yêu. Cô dịch ba nghĩa còn lại được không cô ạ? Ba nghĩa còn lại à? Rồi, đây thì em sẽ hiểu đáp án đây của chúng ta từ beneath, từ này của chúng ta có nghĩa là bên dưới. Beside, bên cạnh. Còn behind là phía đằng sau. Phía sau. Ok chưa? Ví dụ như là tụt hậu ấy thì chúng ta sẽ dùng là behind the times. Tụt hậu lỗi thời này. Đấy. Còn từ beside mà không có S là các em sẽ hiểu nó là như là một dạng giới từ nhá các bạn nhá. Đó, ví dụ là she sits beside me. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi. Đó thì nó sẽ được sử dụng như một giới từ. Còn nếu mà em muốn sử dụng nó là một liên từ nhá, thì em phải thêm S vào ấy, nếu mà muốn đứng ở đầu câu là liên từ. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài announcement nhá. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ làm với cô một bài này nữa nhá mọi người nhá. Một bài này nữa là ok này. 15, 16, 17 này. Ba câu nữa nhá mọi người nhá. Ba câu nữa nhé, còn nửa sau còn lại thì cô sẽ chữa ở trong lớp live VIP nhá mọi người nhá. Các bạn nào mà chúng ta chưa học đăng ký lớp học live VIP hoặc là lớp học offline cô Thu Anh đó, thì chúng ta hãy inbox về page để nhận tư vấn nhá mọi người. Nào 15, 16, 17. Tình yêu hủy diệt. Đấy, con người không yêu đương nói chuyện là vẫn sẽ phải khác đúng không? Đấy, tình yêu bất diệt mình lại phải nói là tình yêu hủy diệt. Mà thật ra thì nó có sẽ phù hợp với các em học trò của mình nhá mọi người nhá. Tại vì sao? Tại vì cấp 3 thì tập trung vào học hành nhá mọi người. Nào câu 15, bạn Hồng Phúc đang chọn đáp án A. Rồi Mai Anh chọn C. Rồi ok, A hay C nhở? Trời, cái này nhá mọi người còn phải xem vị trí ở trong câu này. Đây, trước hết của chúng ta ở đây là gì? Announcement là thông báo về các kỳ thi giữa kỳ. Ok. Rồi, the school administrators là ban giám hiệu nhá. Đấy, là chúng ta sẽ ở ban giám hiệu nhà trường muốn thông báo rằng ok, tất cả các em học sinh phải có mặt đây, yes, lúc 7:30 từ 26 tháng 12 cho đến ngày 29 tháng 12. Đó, ok. Thì lúc này nhá, đấy, quan trọng là các em có giải mã được cái từ này hay không. Thì các bạn sẽ phải hiểu là gì? Bảo sao có em đang chọn mass đúng không? Có thể là em đang bị hiểu sai. Đây, trước hết nhá, nốt nhá. Nốt bài này cũng rất là hay. Hãy chịu khó học đến lúc cuối cùng nhá. Nào, đây, chúng ta hiểu khi nó là động từ nhá, thì chúng ta sẽ được đọc nó là present đúng không? Nhưng mà lúc đấy nó sẽ mang nghĩa là trình bày hoặc thuyết trình. Trình bày hoặc thuyết trình nhá. Còn trong bài của chúng ta đang nói và là các em học sinh cần phải có mặt nhá.
Khi nó là tính từ, ví dụ là gì, có mặt ở lớp học chẳng hạn, là present at the class, thì chúng ta sẽ hiểu mang nghĩa là có mặt. Trong bài này nó sẽ là có mặt nhá, tại vì có mặt ở lớp đấy. Đấy, thì nó là tính từ. Khi nó là tính từ thì trước đấy nó sẽ phải có to be. Ok chưa? Đó, thế nên là chỗ này ít nhất nó phải có be ở đây thì chúng ta mới xem xét nhá, phải là must be present. Và lúc này khi là tính từ đọc là present nhá. Được chưa? Thì biết chọn đáp án gì chưa? Các bạn nào chọn sai biết phải chọn lại đáp án chưa nào? Thì chúng ta sẽ chọn được đáp án ở đây là đáp án C nhá. Đó. Rồi thì 15 nhớ chọn C. Ổn chưa? Ổn chưa? Ổn chưa? Học trò Minh Nhật đã hiểu bài chưa? Đúng rồi, ok Phúc nhá. Đấy, tức là hơn nhau chính là ở cái này này. Nghĩa là chúng ta có giải mã được hay không này. Vẫn là có bạn là từ vựng nào em cũng biết, nhưng mà tại sao em làm bài thi nó vẫn không đúng luôn. Tại vì em đã dịch sai, em đã hiểu sai mất rồi. Đấy. Rồi câu 16 nhá. Câu 16 của chúng ta cheating. Cheating là gian lận trong suốt các bài thi. Thì có được gian lận không mọi người? Đấy, thì theo quy tắc thi thì quy chế thì sẽ là không được gian lận nhá mọi người nhá. Rồi, thì chúng ta sẽ có cheating. Ok, rồi, ok Minh Nhật nha. Danh từ cheating thì chúng ta sẽ hiểu là gì? Trước đấy chúng ta sẽ sử dụng từ chỉ định lượng đúng không? Từ chỉ định lượng không gian lận nhá. Đây là chọn luôn đáp án C nhá các em nhá. No cheating. Cái câu này nghe quen không? Đấy, các thầy cô mà sử dụng với chúng ta tiếng Anh thì lúc nào chẳng viết từ no cheating, không gian lận đúng không? Nốt nha, câu 17, câu cuối cùng nè. Câu cuối cùng của hôm nay nhá mọi người nhá. Nốt nha, nốt là chúng ta sẽ done đấy. Là bringing along mobile devices. Đấy, rồi. Stopping your test. Câu này cũng hay này. Tuấn hỏi là cô dạy ở trường nào ạ? Ngày trước thì cô có dạy ở nhiều trường nhá. Ngày trước khi mà hồi mà cô học năm tư hình như thế. Bây giờ cô lâu lắm rồi cô không nhớ lắm. Thì ngày không biết bạn nào học trường Việt Đức không? Ngày trước cô là giáo viên thực tập ở trường Việt Đức đấy, trường cấp 3 Việt Đức. Nói chung là cô dạy ở nhiều nơi rồi nhá mọi người nhá. Còn bây giờ thì cô mở lớp học riêng đấy, có cơ sở ở Linh Đàm, Láng Hạ và Tây Mỗ. Em nào quan tâm thì chúng ta hãy inbox về fanpage để nhận tư vấn nhá mọi người nhá. Còn em nào học online thì hãy đăng ký học với cô. Ok, ok chưa? Câu 17 bạn Phúc đang chọn đáp án đây. Rồi, ok. Ok, Quý chọn A này, Minh Nhật chọn A này. Rồi, ok nhá. Thì chúng ta sẽ chọn đến đáp án A. Tại vì sao? Tại vì sao lại chọn đáp án A? Thì các em sẽ thấy ở đây, đây chính là một dạng verb in đúng không? Đây là hãy mang theo những cái thiết bị mang theo, verb in không dịch là hãy nha. Khi mà bạn mang theo các cái thiết bị di động nhá, thì đồng nghĩa với việc đó chính là, nói chung là bị dừng thi, bị hủy cái bài thi luôn đấy mọi người ạ. Đó, thì nếu mà mang theo điện thoại di động vào phòng á, đấy, thì đây chúng ta sẽ hiểu là đồng nghĩa với điều gì nhá mọi người nhá. Thì means mà đi về verb ấy thì nó sẽ được dịch là có nghĩa là. Có nghĩa là em sẽ không được thi tiếp đâu em ạ. Đấy, nếu người ta phát hiện ra nhá. Đó, nên là chúng ta sẽ chọn đáp án A. Ok, ổn chưa? Hiểu hết chưa mọi người? Đó, thế là hôm nay cô hướng dẫn mọi người đến đây nhá. Các bạn ơi, các bạn có câu hỏi gì muốn hỏi không? Hiếu Nguyễn có khóa online 2K8 không ạ? 2K8 hiện nay là chuẩn bị chúng ta vào lớp 11 đúng không? Hiện nay nhá, hiện nay thì
Nếu mà khóa học online mà cô dạy trực tiếp nhá, cô dạy live nhá, thì cô sẽ là dạy lớp 9 ôn vào 10 này, lớp 10 này và lớp 12 nhá, là sẽ có live trực tiếp nhá. Còn đối với khóa lớp 11 nhá, hiện nay thì cô đang để là khóa video, còn các năm trước thì lớp 11 cô vẫn có live ở trong lớp nhá. Nên là bây giờ lớp 11 mà em muốn học khóa lớp 11 ấy, đó thì sẽ học qua video nhá em nhá. Đấy thì cô phải tư vấn chân thành như thế. Có bạn 2K8, ví dụ như bạn Giang ấy cũng cũng đang học với chúng ta đấy, thì Giang học với các anh chị ôn trung học phổ thông quốc gia luôn. Đấy, nên là nếu mà em muốn học sớm thì em có thể học ôn trung học phổ thông quốc gia luôn, thì em có thể học live trực tiếp cùng với cô, kể cả em có thể là đang là học sinh lớp 10, lớp 11 các em vẫn có thể đăng ký để học sớm được nhá. À rồi, các bạn muốn học muốn cô dịch ba từ còn lại equal có nghĩa là ngang bằng. Đấy, ví dụ A bằng B chẳng hạn. Cái này về số học nhá mọi người nhá. Request là yêu cầu, refers ám chỉ. Refers có nghĩa là, nhưng mà refers có nghĩa là em cần đi về to nhá, refers to. Đấy, à, sai, đáp án D sai. Lớp đánh giá năng lực khác với lớp viết phải không cô? Đúng rồi, lớp đánh giá năng lực là chúng ta hiện nay khóa học lớp đánh giá năng lực của cô sắp khai giảng nha mọi người nhá. Sắp khai giảng rồi, nên là mọi người hãy đăng ký sớm để mọi người bắt đầu vào học buổi 1 luôn nhá. Buổi sau cô chưa thêm đề đánh giá năng lực nha cô. Đúng rồi, ok, được rồi. Ghi chú, bye cô. Bye bye em nhá. Tuấn, em coi video cô chữa đề tuyển sinh Nghệ An nhiều từ một đứa mù tiếng Anh mà hôm nay coi live cô mà em được 7,6 anh cô ơi. Chúc mừng em nhá. Review rất là chân thành luôn. Thank you em nhá. Rồi, các bạn ơi, các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Mọi người có câu hỏi gì nữa không? Hiện nay thì cô đang rất là commitment. Cam kết nha, cam kết là khóa năm nay nhá, năm nay thì đấy là cô sẽ chữa live nhiều cho chúng ta ở trên fanpage và ở trong lớp học live VIP nhá mọi người nhá. Đó đấy, nên là các bạn nào quan tâm, các bạn nhớ là các bạn hãy inbox về fanpage cô Thu Anh để nhận tư vấn nhá. Đấy, đấy là fact nhá. Đó, các bạn hãy inbox về fanpage. Rồi, bye Quý nhá. Rồi, bye bye mọi người. Bye Khánh Ngọc này, Hồng Phúc, Thu Quyên, Tuấn Việt. Rồi, có bạn nào được không? Bye mọi người nha. Hẹn mọi người trong buổi học tiếp theo nhé. Bye bye các bạn.